Vâng, chào mừng các bạn đã quay trở lại với kênh review của Gia Bảo Luxury. Hôm nay trên tay tôi thì có tới 2 chiếc đồng hồ. Một của thương hiệu Patek Philippe rất nổi tiếng rồi, một của thương hiệu Bulgari. Và 2 chiếc đồng hồ này có điểm gì chung? Chúng ta cùng tìm hiểu trong video này. 2 chiếc đồng hồ này cùng là sản phẩm của nhà thiết kế đại tài Gerald Genta, nhưng mà thuộc 2 thương hiệu khác nhau, với mức giá khác nhau rất là nhiều. Vâng, đầu tiên thì chúng ta có thể dễ nhận thấy là thiết kế chung của Gerald Genta. Thiết kế của ông thì khá dễ nhận biết. Thường thì Gerald Genta không sử dụng vỏ tròn mà ông sử dụng những cái hình dáng khá là đặc biệt. Như chiếc Nautilus này, thực sự thì chúng ta không có một từ nào đó để miêu tả chính xác, nhưng có thể nói là cái phần vành bezel dáng cushion là dáng hình chiếc gối. Chiếc gối là những cái hình vuông, hình chữ nhật bo tròn. Và chiếc Octo ở bên này thì quá rõ ràng rồi. Octo nghĩa là 8, và chiếc Octo này sử dụng thiết kế hình bát giác 8 cạnh. Và Gerald Genta cũng rất thích kết hợp nhiều hình dáng khác nhau trên cùng một chiếc đồng hồ. Đây các bạn thấy là phần vỏ bên ngoài dáng vát cạnh như này, bánh bezel dáng cushion. Còn bên này chúng ta có hình bát giác, bánh bezel hình tròn, một lớp bên trong inner bezel lại hình bát giác tiếp. Trông khá đặc biệt và ấn tượng và rất là phức tạp. Vâng, đó là về bộ vỏ. Còn về dây đeo, Gerald Genta thì sở hữu rất nhiều thiết kế nổi tiếng, như chiếc Nautilus này, hay là chiếc Octo, hay là Royal Oak. Tất cả đều sử dụng bộ dây kim loại, và tất cả bộ dây kim loại này đều được hoàn thiện cực kỳ tỉ mỉ. Bạn có thể thấy ở đây hai bộ dây kim loại thiết kế khác nhau, nhưng tiêu chung lại đều rất đẹp. Bộ dây của chiếc Nautilus thì được làm từ hai chất liệu thép và vàng hồng, trong khi đó bộ dây của chiếc Octo chỉ là thép mà thôi. Những cái mắt dây phía trong của chiếc Nautilus được làm từ vàng hồng, được đánh bóng rất là tỉ mỉ. Còn bên ngoài là những mắt dây bằng thép được trải xước. Cái sự tương phản đó thì cũng giống ở bên này. Chúng ta thấy phần giữa của mắt dây thì được đánh bóng, trong khi đó phần bên ngoài được trải xước. Một khóa của Patek Philippe thì rất là dễ nhận diện với dấu hoa thị ở đây. Còn khóa của Bulgari chúng ta có chữ Bulgari. Nhưng nếu xét ra về khóa thì tôi thích khóa Bulgari hơn, nó dễ thao tác hơn rất là nhiều so với khóa Patek Philippe. Vâng, để mở khóa chiếc Patek Philippe thì trước hết chúng ta phải cạy cái này lên, sau đó thì mở ra một bên và hai bên. Đó, đây là khóa bướm, rất là khó thao tác được không ạ, nhưng bù lại thì nó rất là chắc chắn. Còn với chiếc Octo thì như thế nào? Octo thì thao tác dễ hơn rất là nhiều. Chúng ta bấm cái nút này, mở ra, quá là dễ dàng. Vâng, đó là phần vỏ. Còn bây giờ chúng ta đi phần mặt số chiếc đồng hồ. Và so sánh mặt số cái này có vẻ hơi khập khiễng, bởi vì hai chiếc đồng hồ có mức giá hoàn toàn khác nhau và có chức năng khác nhau hoàn toàn. Như chiếc Bulgari chúng ta là 3 kim một lịch đơn giản, và chiếc Nautilus 5980 này thì có thêm tính năng chronograph nữa. Và chronograph của chiếc 5980 được thể hiện qua mặt số phụ góc 6 giờ này thôi, thay vì 1 hay 2 mặt số phụ chronograph như những chiếc chronograph bình thường. Và mặt số thì cùng là màu xanh, rất là đẹp. Và chiếc Bulgari thì chúng ta mặt số xanh được trải tia. Và chiếc Nautilus thì là sọc kẻ ngang truyền thống rồi, huyền thoại. Đây là thiết kế huyền thoại mà gắn liền với Nautilus từ năm 1976. Nếu đi sâu hơn một chút, các bạn hãy xem từng cọc số, bộ kim hay là cái cửa sổ ngày, thì chúng ta có thể thấy sự khác biệt khá là lớn giữa Patek Philippe và Bulgari. Như cọc số này, cọc số Patek Philippe là phủ chất phản quang, bọc viền vàng. Đây là ngay viền của cái cửa sổ ngày, chúng ta thấy sự khác biệt khá là lớn. Nếu nói về bộ kim thì Bulgari có bộ kim rất là đẹp, nhưng mà có một điểm mà tôi không thích lắm, như đã nói từ video trước, là phần bên trong của kim thì đã thiết kế dạng skeleton, chứ không được sử dụng chất phát quang. Tính ra thiết kế này không được hữu dụng lắm, bởi vì vào buổi đêm chúng ta sẽ không biết giờ. Còn Nautilus thì ngược lại, chúng ta có tất cả, có chất phát quang, có thiết kế rất là đẹp, truyền thống của Patek Philippe. Và cuối cùng, điểm khác biệt rõ ràng nhất giữa hai mẫu đồng hồ đó chính là bộ máy. Thực sự thì máy của Patek Philippe và máy của Bulgari có sự khác biệt quá lớn. Và các bạn có thể nhìn thấy ở đây sự khác biệt quá rõ ràng. Từ rotor cho đến cầu nối, cho đến chân kính, cho đến những bánh răng, Patek Philippe đều được hoàn thiện cực kỳ tỉ mỉ và tinh xảo. Trong khi đó Bulgari hoàn thiện khá là tốt, nhưng thực ra là so với Patek thì cũng không là gì cả. Từ cái cầu nối của Patek thì được vát cạnh này, được đánh bóng này, được tạo vân của Côtes de Genève này. Bạn có thể thấy là từng cầu nối thiết kế cách xa nhau, nhưng những cái đường vân của Côtes de Genève thì vẫn đều và thẳng hàng, đúng theo hình tròn. Điều đó thể hiện là Patek Philippe chăm chút bộ máy mình cực kỳ kỹ. Và những cái công nghệ mới nhất của Patek Philippe cũng được ứng dụng, như là bánh lắc Spiromax. Cái chuẩn chất lượng con dấu Patek Philippe rất nhiều. Trong khi đó Bulgari thì thực sự là không được như vậy. Thực ra cũng đúng thôi, bởi vì mức giá của hai con đồng hồ này khác nhau rất là nhiều. Chiếc Patek Philippe có mức giá chính hãng là khoảng 63.000. Nhưng mà thực sự là bạn không thể mua được chiếc đồng hồ này với mức giá 63.000 đâu. Tính ra bạn phải bỏ khoảng 70.000 đô để sở hữu một chiếc Nautilus. Trong khi đó thì chiếc Bulgari có mức giá 6.500 đô la Mỹ, chỉ bằng 1/10 chiếc Patek Philippe mà thôi. Vâng, các bạn ấy thấy là mặc dù là cùng một nhà thiết kế, nhưng mà khi mà rơi vào tay hai thương hiệu khác nhau thì số phận của hai chiếc đồng hồ khác nhau khá là nhiều. Chiếc Nautilus này một phần là do thương hiệu Patek Philippe đã quá nổi tiếng, một phần là những bộ máy được hoàn thiện cực kỳ tinh xảo và tất cả những chi tiết mặt số cũng được hoàn thiện tinh xảo, nên sẽ có mức giá cao hơn rất là nhiều. Bulgari cũng rất nổi tiếng, những chi tiết trên mặt số hay là trên bộ máy đều hoàn thiện tinh xảo đó, nhưng mà sánh với Patek Philippe thì cũng không thể nào bằng được. Và vì thế mức giá của hai chiếc đồng hồ này khác nhau rất là nhiều. Nhưng tất nhiên cả hai chiếc đồng hồ này đều có sẵn ở Gia Bảo Luxury. Các bạn có thể tìm thêm thông tin về chiếc đồng hồ này tại website chúng tôi, giabảo luxury.com. Xin chào và hẹn gặp lại.